Hello xin chào các bạn. Các bạn ơi, mà trứng muối thì hầu như không còn xa lạ gì với cả nhiều người. Nhất là với những bạn hay vào bếp, chỉ cần có trứng này, rượu và nước lọc kèm theo muối là chúng ta có thể làm một món trứng muối rất là hấp dẫn rồi. Nhưng hôm nay mình sẽ cho một chút gia vị khác để thêm cùng với món trứng muối này, sẽ làm cho món trứng muối của chúng ta thơm hơn và ngon hơn. Và sau đây chúng mình cũng bắt tay vào để vào làm thôi. Các bạn ơi, nhân dịp bà nội của hai bạn Tí Sóc vừa cho cả nhà mình mấy chục quả trứng mà mình lại ăn một lúc thì lại không hết, nên là mình đã nghĩ ra món trứng muối này các bạn ạ, để ăn dần. Và món trứng muối của chúng ta hôm nay sẽ gồm có chục quả trứng vịt. Bởi vì sao? Người ta hay làm trứng vịt muối, có nghĩa là cái vỏ của trứng vịt thì nó sẽ dày hơn vỏ của trứng gà các bạn ạ. 1 lít nước lọc, 300g muối. Nếu các bạn dùng 500g muối thì nó sẽ mặn hơn, và lúc đấy mình ăn quả trứng nó hơi khó ăn. Người ta hay còn gọi là mặn chát đấy các bạn. 20ml rượu trắng nha. Và để cho trứng muối của mình được thơm hơn và ngon hơn thì mình sẽ cho thêm hồi, thảo quả, quế và gừng nha các bạn nha. Ngoài ra các bạn chuẩn bị cho mình một hũ thủy tinh. Mình sẽ dùng hũ thủy tinh này. Các bạn ơi, trước tiên thì mình sẽ rửa thật sạch những quả trứng nha. Nên như vậy là mình đã rửa trứng sạch rồi. Bây giờ mình sẽ lau từng quả trứng cho khô để vào hũ thủy tinh luôn các bạn ạ. Các bạn lau thật khô, ráo nước nha. Chúng ta xếp cho nó gọn vào hũ. Vậy là mình vừa mới xếp xong trứng vào hũ rồi các bạn ạ. Bây giờ thì mình sẽ đem nước muối và các loại gia vị đun lên. Các bạn cho thảo quả, quế hồi vào luôn nha. Nếu nồi to các bạn có thể bẻ đôi. Mình sẽ vừa đun vừa quấy cho muối nó tan ra. Các bạn ơi, màu nước của chúng ta đun lên khá là đẹp các bạn ạ. Đây, có màu vàng ươm như thế này. Sau khi mà các bạn quấy tan muối xong rồi thì mình sẽ thả rượu vào luôn các bạn nha. Chúng ta sẽ quấy thêm 5 phút nữa. Cho nước nó lăn tăm sôi thì chúng ta sẽ tắt bếp. Các bạn ơi, nồi nước của chúng ta đã lăn tăm sôi rồi. Bây giờ mình sẽ tắt bếp. Và để thật nguội thì chúng ta sẽ cho vào lọ trứng nha. Nồi nước quấy hồi của mình đã nguội rồi. Bây giờ mình sẽ gấp từng cái quế hồi cho vào lọ nha. Bây giờ mình sẽ đổ ngập nước các bạn ạ. Ôi, mùi nước rất là thơm. Các bạn đổ ngập quả trứng nha. Còn nước thừa này mình sẽ cho vào túi ni lông và mình sẽ chén lên quả trứng.
Mình đã có nước trong cái túi này rồi. Nếu mà nó trào ra thì càng tốt các bạn ạ. Đó, vậy là mình đã vừa tầm rồi. Bây mình chỉ việc đậy nắp lại là xong. Và các bạn để nguyên như này trong vòng 4 tuần nha các bạn nha. Các bạn ơi, như vậy là mình đã chờ đợi 4 tuần. Thì hôm nay mình sẽ khui cái bình trứng vịt này ra nha. Ngày nào mình cũng ngó các bạn ạ. Ui, mùi rất là thơm. Wow. Mình sẽ lại đậy lại như cũ này. Các bạn ăn được bao nhiêu thì lấy ra bấy nhiêu nhá. Nếu không thì chúng ta sẽ vẫn đậy lại như cũ. Bây giờ mình sẽ đập hai quả và một quả mình sẽ đem luộc. Wow, các bạn ơi, chúng ta đã thành công rồi. Quả trứng của chúng ta đã đẹp như này, màu rất là đỏ như này các bạn. Và nó đã cứng lại, lát nữa mình sẽ rửa phần lòng trắng đi. Wow. Bây mình sẽ đem đi rửa để lấy phần lòng đỏ thôi. Các bạn ơi, lòng đỏ của chúng ta rất là đẹp. Nó đã đặc lại như này rồi, đông cứng lại như này. Các bạn ơi, mình vừa luộc xong quả trứng muối này rồi. Bây mình sẽ bóc ra. Cắt làm đôi các bạn nha. Wow. Giống hệt như những quả trứng muối ở trong bánh trung thu hay là bánh bông lan đấy các bạn. Bây giờ mình sẽ thưởng thức, xin mời các bạn. Mình sẽ ăn lòng đỏ trước. Rất là thơm các bạn ơi. Thơm mùi quế hồi béo béo nữa. Béo béo lại bùi bùi các bạn ạ. Độ mặn thì vừa phải. Rất là ngon. Nó không mặn quá. Wow, ngon quá. Để mình ăn lòng trắng xem thế nào nhá. Lòng trắng mặn hơn lòng đỏ vì nó nằm ngoài. Nó dễ ngấm muối nhiều hơn lòng đỏ. Lòng đỏ ăn khá là ngon. Các bạn có thể ăn, các bạn có thể làm món bánh trứng muối, hoặc là ăn trứng muối kèm với cháo trắng, hoặc là làm chả trứng muối các bạn nha. Ngon quá. Các bạn ơi, đây là món rất là kỳ công. Mình phải đợi gần như là cả một tháng trời mới ra được sản phẩm là trứng muối như này. Các bạn có thể hoàn toàn tự tay làm cho mình những quả trứng muối thơm ngon, bùi béo này để chiêu đãi cả nhà mình. Các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách like, chia sẻ video và đăng ký kênh để xem những video tiếp theo và mới nhất của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye, tạm biệt các bạn. Rất là ngon các bạn ạ. Món này bây giờ mình sẽ làm chả trứng muối.